Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đi cùng với lại anh em ở vườn cảnh TTC ở Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, đến với lại đến thăm vườn cảnh nhà vườn Đức Cổ ở Linh Hiệp. Và chúng ta đang ngắm một cái tác phẩm sắp sửa trình làng của nhà vườn Đức Cổ. Dễ này mới đấy. Thì đấy thì sau nó mới khó, nó phải có những cái gót. Như kiểu mình làm mấy lần gọi không biết đấy anh, nhưng mà như thế thì nó phải được cái hay là làm sau này cái khó phức của nó mình có thể điều tiết ra cái khoảng trống, tại điều tiết nó ra rồi nó văng ra thì mình nó sau này nó cái quả cúc nó được ra ngoài. Anh như Đức mà còn một vườn nữa ở đâu? Em không ạ, tất cả đều. Cái đá này mình mới ký chưa Đức nhỉ? Tớ mới ký rồi, Thành ký. Anh cần đá phun nhá. Vậy là anh lấy của Đức bao tiền? Lấy tớ 18 triệu, ông lấy theo cây đấy. Thấy cây đẹp là ông phải lấy ra. Theo giá trị của cây. Thế à? Ba anh em lên làm từ 1 giờ đến 5 rưỡi chiều. Chú mình ông Lâm ông cũng ký đá được, nghệ nhân Lâm. À, bạn Lâm nào họa sĩ Đức ạ? À thế à? Lâm là tốt nghiệp của mỹ thuật Yên Kiêu ra. Mình đang đắp. Lúc nào tôi lấy số bạn Lâm mình nhưng cơ bản còn phải gọi bạn Lâm lên hỗ trợ. Tôi không mua lâu chưa? Ngày tới mua chắc được khoảng 4 năm thế nhỉ? Mình kèm chắc là từ bạn này không? Một mỗi chỗ là đóng vào đúng không? Nhập có mấy trăm này. Đóng lâu khoảng 400. Chỗ này là tôi gài vào đấy chứ. Gài đóng vào chứ. 400 của 4 năm rưỡi trước đúng không? Đóng một cái mảng. Đóng một cây. Đang 60 rồi 90 rồi. Một cây. Tính là bây giờ theo vàng là khoảng 1 tỷ. Không có không gói góc đấy thì nó cầm được nó cái độ cân bằng nó chắc. Công mỗi tháng được 200 triệu nữa. Bệ không. Thế bạn 8 tỷ. Ừ. Còn bây giờ 1 tỷ nữa là 9 tỷ. À. Tức là theo cách tính của bạn là cây này hiện tại là 9 tỷ. Nó chưa, nó phải đủ ba cái bông bên này thì mình nhìn nó mới phê. Cái chậu nó mới nhìn. Bông này nó phải ăn ra bảng này, nó bắt đầu mình phê. Thế theo bạn là cái mặt này là mặt trước hay mặt sau? Mặt sau, tôi là mặt sau. Nhưng mà cái khoảng kia mình là rất là nhiều. Tác phẩm này thì bạn Đức đang ấp ủ là một trong những cái tác phẩm rất đẹp của vườn Đức Cổ Linh Hiệp, và hiện tại thì cũng đang có những cái ý định để đặt tên, nhưng mà hiện tại là cũng chưa quyết được tên. Quý vị và các bạn ai ở trên cộng đồng bác nào có cái cảm xúc với cái tác phẩm này mạnh, có thể đặt được tên thì quý vị và các bạn cho kênh Yêu Cây biết thông tin để truyền tải tới nhà vườn Đức Cổ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái tác phẩm đẹp nữa của vườn nhà vườn Đức Cổ ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nhé.